Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị đến với bản tin Người Việt Nam Châu ngày 12 tháng 6 năm 2024 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Liên Hợp Quốc gửi thư khen ngợi đội công binh số 2 của Việt Nam làm nhiệm vụ ở khu vực ABA đã hoàn thành doanh trại thông minh đầu tiên được xây dựng bởi một đội công binh quân sự. Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc và nhiều tổ chức đã hỗ trợ bà con bị thiệt hại sau vụ cháy rạng sáng ngày 10 tháng 6 theo giờ địa phương tại trung tâm thương mại Sapa ở thủ đô Praha. Tại Pháp, hợp ca quê hương Gian Hợp Sướng hát tiếng Việt có quy mô lớn nhất ở nước ngoài đã kỷ niệm 15 năm thành lập. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 6, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Phái bộ An ninh Lâm thời của Liên Hợp Quốc tại khu vực ABA UNIFAR, Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng đoàn công tác liên ngành về Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đã có buổi làm việc với Chuẩn tướng Ama Muhammad Umrani, quyền trưởng Phái bộ kiêm tư lệnh lực lượng quân sự Phái bộ UNIFAR. Tại buổi làm việc, Chuẩn tướng Ama Muhammad Umrani đã đọc thư của bà Anne-Marie Vandenberg, trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về chuỗi cung ứng thuộc Cục Hỗ trợ Hoạt động, khen ngợi đội công binh số 2 của Việt Nam làm nhiệm vụ ở khu vực ABA đã hoàn thành doanh trại thông minh ở căn cứ Highway, doanh trại thông minh đầu tiên được xây dựng bởi một đội công binh quân sự. Chỉ huy Phái bộ UNIFAR cho biết thêm, bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, đội công binh Việt Nam đã và đang thực hiện các hoạt động hỗ trợ nhân đạo cho cư dân địa phương trên cơ sở đề nghị và chấp thuận của Phái bộ như tặng sách vở, văn phòng phẩm cho các trường học địa phương, tổ chức khám chữa bệnh từ thiện cho nhân dân địa phương. Về phần mình, Trung tướng Phạm Trường Sơn cảm ơn Chuẩn tướng Amer Muhammad Umrani đã dành thời gian tiếp đoàn. Thay mặt Bộ Quốc phòng Việt Nam cảm ơn Chỉ huy Phái bộ UNIFAR đã có những đánh giá tích cực về các hoạt động hiệu quả của đội công binh Việt Nam. Trung tâm thương mại Sapa ở thủ đô Praha, Cộng hòa Séc đã xảy ra vụ cháy rạng sáng ngày 10 tháng 6 theo giờ địa phương. Hệ thống giám sát và lực lượng bảo vệ trung tâm đã kịp thời phát hiện cháy, nhanh chóng triển khai người cùng phương tiện để khống chế ngọn lửa, dập tắt đám cháy. Vụ hỏa hoạn đã làm cháy 6 quầy hàng, thiệt hại ước tính sơ bộ khoảng 2 triệu CZK, tương đương 87.245 đô la Mỹ. Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa Praha đã phong tỏa khu vực cháy để điều tra. Theo các nhân chứng và lực lượng bảo vệ tại chỗ, nguyên nhân ban đầu có thể xuất phát từ sự cố chập điện. Nhận được tin xảy ra vụ cháy, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã phối hợp với Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, trong đó có Chi hội người Việt Nam tại Trung tâm Thương mại Sapa, hỗ trợ thu dọn hàng hóa và phát động quyên góp để giúp đỡ các gia đình có quầy hàng bị cháy. Đến nay đã quyên góp được số tiền khoảng 300 triệu đồng. Mới đây, đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng làm trưởng đoàn đã có cuộc gặp gỡ với các hội đoàn người Việt Nam tại Nhật Bản, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, bày tỏ vui mừng được gặp gỡ các đại diện cộng đồng Việt Nam và nhận thấy sự lớn mạnh của cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản. Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng khẳng định, người Việt Nam tại Nhật Bản có đóng góp quan trọng cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước. Với sự quan tâm của Đại sứ quán, nhiều hội đoàn đã được thành lập trong khuôn khổ Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản. Chính sự tập hợp, đoàn kết, giúp đỡ nhau là yếu tố giúp cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản vững mạnh. Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tiếp tục với Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài quan tâm đến cộng đồng, từ việc truyền tải chủ trương của Đảng và chính sách của nhà nước đến những công việc cụ thể liên quan đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ngày 11 tháng 6 tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết kế hoạch phối hợp công tác năm 2024 giữa Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. Chủ trì lễ ký kết có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Mạnh Đồng và Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội Huỳnh Phương Nam. Tại lễ ký, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Mạnh Đông đánh giá cao công tác phối hợp của Đoàn Luật sư Hà Nội và tin tưởng với thế mạnh về công tác chuyên môn, Đoàn Luật sư Hà Nội sẽ hỗ trợ tích cực giúp Ủy ban làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài. Theo đó, kế hoạch phối hợp công tác bao gồm các hoạt động phổ biến, giải đáp hỗ trợ pháp lý cho Ủy ban phối hợp Đoàn Luật sư Hà Nội tổ chức nhằm kịp thời phổ biến, cung cấp thông tin và giải đáp về pháp luật của Việt Nam và quy định pháp luật của một số quốc gia và vùng lãnh thổ cho người Việt Nam ở nước ngoài, tư vấn một số lĩnh vực pháp lý mà bà con kiều bào quan tâm. Theo kế hoạch mới nhất, Ủy ban sẽ phối hợp với Đoàn Luật sư Hà Nội tổ chức chương trình phổ biến giải đáp pháp luật ngày 27 tháng 6 tới với chủ đề về luật đất đai 2024 của Việt Nam, điều kiện sở hữu nhà, đất tại Vương quốc Anh.
Vừa qua, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, thành phố Hồ Chí Minh đã cho ra mắt không gian văn hóa Hồ Chí Minh, điểm hẹn kiều bào. Công trình là nơi lưu giữ, trưng bày, thúc đẩy và triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là nơi giúp cộng đồng người Việt ở nước ngoài nói chung và thế hệ người Việt trẻ ở nước ngoài gần hơn khi tìm hiểu, nghiên cứu, học hỏi về di sản văn hóa, lịch sử, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, với điểm hẹn kiều bào cũng là nơi hỗ trợ và tư vấn pháp lý, xúc tiến các hoạt động thương mại, đầu tư và du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh cho kiều bào. Cũng là cái điều mong muốn của kiều bào. Gian này nên tổ chức những chương trình định kỳ và thường xuyên, những chương trình giao lưu, những cái tọa đàm để cho doanh nhân kiều bào, để cho những người trẻ, những người mà chúng tôi gọi là thế hệ thứ ba, tức là họ được sinh ra và lớn lên ở nước ngoài về đây, thì họ được tiếp cận, họ được giải đáp những vấn đề về mặt pháp lý, cũng như là kết nối để đầu tư và kinh doanh. Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng đây là địa chỉ tin cậy để kiều bào gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn kinh doanh, góp phần phát triển xây dựng thành phố. Đây được xem là cái ngôi nhà chung của kiều bào khi đặt chân đến Thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây thì chúng tôi cũng sẽ là thực hiện tư vấn về chính sách, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đối với kiều bào, cũng như là tư vấn hướng dẫn về thủ tục hành chính đối với kiều bào, và từ đó thì chúng tôi cũng là trở thành một cái không gian mở để có thể là để hỗ trợ kiều bào trong cái vấn đề khởi nghiệp, cũng như là vấn đề xúc tiến thương mại, đầu tư. Thành phố Hồ Chí Minh ước tính có khoảng hơn 2,8 triệu người Việt Nam ở nước ngoài có liên hệ với thành phố, trên tổng số khoảng 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài sinh sống, làm việc tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong những năm qua, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn hướng về quê hương, cụ thể là thành phố Hồ Chí Minh, với mong muốn đóng góp cho việc xây dựng và phát triển thành phố. Mới đây tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp đã diễn ra lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Hợp ca quê hương, dàn hợp xướng hát tiếng Việt có quy mô lớn nhất ở nước ngoài. Được thành lập từ năm 2009, Hợp ca quê hương luôn đồng hành cùng đất nước Việt Nam qua những giai điệu hào hùng của cách mạng dân tộc. Hợp ca quê hương không chỉ quy tụ các thế hệ bà con Việt Kiều mà còn có cả sự tham gia của đông đảo bạn bè Pháp. Mình làm việc ở UNESCO, tình cờ gặp bạn Việt Nam, bạn trẻ, nói chuyện với nhau, làm quen với nhau, thấy hai người đều thích nhạc đỏ. Bạn này cũng bảo là có quen một số người, số bạn, 10 người, 12 người, hát chơi vui vậy thôi. Rồi tìm nói cái gì mà có ý nghĩa nhất thì thôi hợp ca. Rồi luôn luôn ta nhớ về quê hương thì gọi là hợp ca quê hương. Tôi rất lấy làm vinh dự khi được hát những giai điệu thể hiện tình yêu nước và giới thiệu văn hóa Việt Nam. Bản thân tôi đã hai lần đến Việt Nam và tôi thực sự yêu đất nước này. Những bước phát triển đầy ý nghĩa của Hợp ca quê hương góp phần quảng bá di sản âm nhạc Việt Nam tới cộng đồng kiều bào xa xứ và bạn bè quốc tế. Hợp ca quê hương là đã tập hợp được rất nhiều bà con, bạn bè, người Việt Nam ở tại Pháp này. Và thành phần rất là đa dạng, phong phú và đến trình diễn rất là nhiều những cái ca khúc, kể cả những ca khúc cách mạng, ca khúc truyền thống về đất nước, về con người, về phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Nhưng mà ngoài ra thì cũng có rất nhiều giới thiệu rất là nhiều những cái tác phẩm nhạc hay của Việt Nam đến cộng đồng người Việt ở đây, cũng như đến bạn bè Pháp và cả bạn bè quốc tế. Pour nous c'est quelque chose d'important parce que... Đối với chúng tôi, sự hiện diện của Hợp ca quê hương là rất cần thiết. Như thể chúng tôi được hiểu thêm về lịch sử của Việt Nam qua các bài hát. Tôi đã tham dự nhiều đêm diễn và lần nào tôi cũng cảm thấy yêu thích. Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã trao giấy khen cho Hợp ca quê hương vì những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc thúc đẩy quảng bá văn hóa, âm nhạc, nước nhà tại Pháp trong suốt hành trình 15 năm qua. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Người Việt Nam Châu ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt quý vị.